Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có. Ơi, chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về vụ chìm tàu thành công 999 ở Vũng Áng. Đó là phút sinh tử của 12 thuyền viên vụ chìm tàu thành công 999 chìm ở Vũng Áng. Tàu thành công 999 đang trên hành trình đi từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương ở Hà Tĩnh thì gặp sự cố. Các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu đã bị chìm. 12 thuyền viên đã phải lênh đênh trên biển và trôi dạt và đối mặt với những phút giây sinh tử. Và ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11, 12 thuyền viên gặp nạn trên tàu thành công 999 đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Sức khỏe của họ giờ đã ổn định và được bàn giao cho trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế cảng Hòn La ở Quảng Trạch, Quảng Bình trước khi lên đường về đoàn tụ với gia đình. Trải qua phút giây sinh tử trên biển, anh Nguyễn Văn Thạnh sinh năm 1967, trú ở Nam Định, là thuyền trưởng của tàu thành công 999 vẫn còn run sợ nói không thành lời. Tàu gặp sự cố vào khoảng 11 giờ 40 phút trưa ngày 31 tháng 10. Khi đang hành trình vào cảng Sơn Dương ở Hà Tĩnh, anh em chúng tôi thì đang cố gắng xử lý để tàu quay đầu nhưng mũi thì cứ hướng ra. Nhận thấy tình hình xấu đi, các thủy thủ và thuyền viên trên tàu nhanh chóng mặc áo phao, cầm phao để xuống nước. Khoảng 3 đến 4 phút, con tàu 6.000 tấn đã chìm nghiễm khỏi mặt nước. Nếu như chúng tôi chậm một chút nữa thì là chìm cùng tàu luôn rồi. Anh Trần Văn Hùng sinh năm 1984 ở Hà Tĩnh, là thuyền phó của tàu thành công 999 Hải Hùng kể lại: lúc đó sự sống và cái chết quá mong manh, sóng dữ dội và nước biển lạnh buốt. Nếu như không được cứu vớt, anh em chúng tôi chỉ bám vào phao 5 đến 10 phút là buông xuôi. Và ông Nguyễn Văn Đạm sinh năm 1962, trú ở Nam Định, là máy phó của tàu thành công 99, đau buồn nhớ lại: tôi là một trong 12 thuyền viên được lực lượng tàu cảnh sát biển cứu sống. Tôi đã liệm đi, được các bác sĩ quân y đưa vào sơ cứu và tỉnh lại. Tôi đau xót khi đứa con trai tôi bị lôi xuống biển, hiện vẫn chưa có tin tức gì về nó. Lúc đó tôi cố bò ra cửa ngõ để mọi người ngăn lại, tôi chỉ biết nhìn ra biển và khóc. Lúc đó cháu Định đã rất mệt, sóng gió đánh dữ dội, gió lạnh, mong lực lượng chức năng sớm tìm lại cháu để đưa về quê. Ông Đạm khóc tông nghẹn ngào. Khi tiếp cận, lực lượng chức năng đã thả dây phao xuống ứng cứu. Một phần vì sóng to gió lớn, một phần vì bị chuột rút vì quá mệt nên Định không thể bám vào dây để rồi bị rơi và chìm xuống biển. Cháu nó là con trai một của em tôi. Giờ đây gia đình chỉ mong cơ quan đơn vị chuyên trách sớm tìm ra cháu để đưa nó về quê hương. Ông Nguyễn Văn Điệp là bác ruột của thủy thủ Định nghẹn ngào nói. Và trao đổi với phóng viên của báo Dân Việt, ông Trương Minh Tuấn, giám đốc cảng vụ hàng hải ở Hà Tĩnh cho biết, khoảng 12 giờ ngày 31 tháng 10, một đơn vị nhận được tin báo tàu thành công 999 trên hành trình từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương ở Hà Tĩnh thì gặp sự cố và chìm tàu. Ngay lập tức, cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh đã khiển triển khai phương án cứu hộ cứu nạn tàu thành công 999. 12 người đã được cứu sống, sức khỏe các thuyền viên đều đã ổn định, còn một người chưa được tìm thấy. Và ông Tuấn đã cho biết thêm là sáng hôm nay ngày 1 tháng 11, các đơn vị đã đến trao quà động viên và thăm hỏi 12 thuyền viên sau khi được cứu sống. Và sau khi thăm khám, kết quả khỏe, sức khỏe, tâm lý ổn định, các thuyền viên được trở về quê hương. Hiện tại lực lượng cứu hộ đang tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm các thành viên còn lại trên tàu gặp nạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây cho chúng ta thấy là việc đi biển hết sức khó khăn, và đặc biệt bây giờ ở vùng biển bên đó đang đối chọi với cơn bão số 5. Nó đang hoành hành ở ngoài, và việc chìm tàu như vậy cũng hết sức nguy hiểm, cũng là một điều đáng lưu ý để cho các anh em thủy thủ đoàn, các ngư dân mà giống như cảm thấy mà đề phòng trước, nếu như thấy tàu gặp sự cố gì thì hãy cố tìm áo phao hay vật dụng gì đó và gọi ngay cho lực lượng cứu hộ cứu nạn và báo địa điểm. Rồi, cảm ơn các bạn.